Now class, stand up. Hello pupils. How are you today? Chào các em, hôm nay các em có khỏe không? I am fine. I am great. Thank you. And you? I am very well, thank you. Please sit down. Pupils, we have four teams. Team 1, Team 2, Team 3, and Team 4. Cô chia lớp của chúng ta thành 4 nhóm. Nhóm 1, 2, 3 và 4. If you are good in class, you will have star. Nếu các em học ngoan trong lớp thì các em sẽ được thưởng một ngôi sao. Try to have the most stars as you can, then you will have the cup. Các em hãy cố gắng đạt thật là nhiều ngôi sao nhé, sau đó các em sẽ đạt được chiếc cúp này. Ta-da! In the class, we sit nicely. Trong lớp, chúng ta ngồi ngoan nhé. Team 1, very good, you have 1 star. Team 2, Team 3, Team 4, very good, 1 star for you. In the class, we listen. In the class, we happy. Be happy. Trong lớp, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé. Let's begin our lesson. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học thôi nè. Now, let's play a game. It's called Simon Says. Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò chơi có tên là Simon Says nhé các em. You do what Simon says, okay? Khi cô nói Simon says, các em sẽ làm theo hành động. Khi cô không nói thì các em sẽ không làm. Let's do it. Chúng ta bắt đầu nào. Simon says, sit nicely. Very nice. Simon says, listen. Good job. Simon says, be happy. Yay, you did it. Simon says, ball. Good. Simon says, bike. Simon says, book. Bike. Oh, I don't say Simon say, so you don't have to do it. Simon says car. Zoom, zoom. Yes. Book. Oh no, I didn't say Simon says. Cô không nói thì các em đừng làm nha. Simon says cat. Meow, meow, meow. Very good. You have 1 star. Team 1, Team 2. Team 3 and Team 4. Very good. Now, continue. Simon says, bag. Simon says, bag. Good job. Simon says, apple. Simon says, hat. Do with me, students. Hat. Very good. Simon says, can. Oh, you did it. Very good. Pupils, look at the screen. Pupils, look at the picture. Các em hãy nhìn vào bức tranh ở đây nhé. This is at the street market. Đây là một bức tranh ở tại một khu chợ. Here is Anne and her mum. Đây là bạn Anne và mẹ của bạn ấy. This is a can and a bag. Đây là lon nước và một cái túi xách. This is an apple and a hat. Đây là một quả táo và một cái mũ.
hay miền Nam còn gọi là cái nón. That's our lesson today. Đó cũng là nội dung của bài học chúng ta ngày hôm nay. Peoples, look at this. Hat, hat, hat. Hat, you please, hat, you please. Team 1, team 2, class say hat. Now, peoples, do with me. Hat, hat, hat. Very good. Peoples, look at this. A bag. A bag. A bag. Bag. People, do with me. Bag. Yes, you please. You please. You please. Team 3. Team 4. Very good. Now class say bag. Good job. Peoples, what is it? You please. Yes, hat. 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 You please. You please. Class say hat. Very good. You please. Good job. Peoples, what is it? You please. Bag. Very good. Bag. Good job. You please. You please. Now class say bag. Bag. Very good. Now I will turn over the cards. Can you guess? You please. Very good. You please. Good job. Bag or hat. Peoples, look at the screen. A bag? No. A hat? Yes. Very good. Next, please. Peoples, look at the screen. A hat? No. A bag? Yes, very good. Peoples, look at the screen. Các em hãy nhìn vào màn hình nhé. Hat, bag. Do you see the same here? Các em có thấy điều gì giống nhau ở đây không? Yes, it's letter A. Today we study letter A, sound A. We say A, A. Look at me and listen. A, A. You please. You please. You please. Very good. Team 1, team 2, team 3, team 4. Very good. Now class say A, A. Well done. Peoples, look at this. Apple. Apple. Peoples, do with me. Apple. You please. You please. Team 1, team 2, team 3, team 4. Very good. Peoples, look at this. A can. Can. You please.
You please. Boy. Girl. Now class say can. Very good. Peoples, do with me. Can. Very good. Peoples. What is it? You please. Yes, apple. You please. Apple. You please. Class say apple. Team 3, team 4. Good job. Peoples. What is it? You please. Can. You please. Can. Team 1, team 2, team 3, team 4. Very good. Now, I will turn over the cards. Can you guess? Boy, please. Yes. You, please. Yes. Excellent. Peoples, look at the screen. Apple or can? Apple? No, sorry. A can? Yes. Peoples, look at the screen. Can or apple? A can? No, sorry. Apple? Yes, very good. Peoples, look at the screen. Các em hãy nhìn vào màn hình nhé. Apple, can. Do you see the same here? Các em có thấy điều gì giống nhau không? You please. Yes, it's letter A. Today, we study letter A, sound A. Now, let's say A, A. Listen and repeat. A, A. You please. Boy please. Girl please. Team 1, team 2, team 3, team 4. Very good. Now class say A. Very good. Today we learn letter A, A. Hôm nay chúng ta học chữ A, A. And some words with letter A. Và những từ chứa chữ A. Let's study together. Chúng ta cùng nhau học nhé các em. A. A. Hat. Apple. Can. Bag. Now, let's say with me. When I put my hand here, you say ah. When my hand is here, you say ah. And when my hand is here, you say ah. Okay, let's do it. Ah. 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 Peoples, you did a good job. Peoples, open the book, please. Look at your book. Mum and Anne are at the street market. Bạn Anne và mẹ đang đi ra chợ. What can you see? Các em hãy nhìn vào sách và cho cô biết mình nhìn thấy gì nhé. Yes,
We can see a, a hat, apple, can, and bag. Pupils, listen and repeat. A, a hat, apple, can, bag. Pupils, let's point and say. Bây giờ chúng ta cùng nhau chỉ tay và đọc nhé. Show me your finger. Finger, finger. Các em hãy giơ ngón tay của mình lên nào. Yes, let's point and say. Chúng ta cùng nhau chỉ tay và đọc từ nhé. Now, we will work in groups. Bây giờ chúng ta cùng học theo nhóm nhé. Four people will be in a group. Bốn bạn ở gần nhau, chúng ta sẽ thành một nhóm. One people point to the picture. The others will raise hand and say the word. Một bạn sẽ chỉ tay vào hình và các bạn khác sẽ giơ tay xung phong để đọc từ đó nhé. Trong thời gian này, giáo viên đi vòng quanh lớp và giúp đỡ các em học sinh nếu cần. Now, we will work in pairs. Chúng ta cùng nhau học nhóm đôi nhé. Two pupils will be a pair. Hai bạn học sinh bên cạnh nhau sẽ thành một cặp. Do you see the pictures in the corners? One pupil point to the picture. The other will say the words. Okay? For example, one boy and one girl is here. The boy is pointing and the girl is talking. Very good. Are you ready? Let's do it. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nha các em. Trong thời gian này, giáo viên sẽ đi vòng quanh lớp để kiểm tra và giúp đỡ các em học sinh nếu cần. Let's play a game. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé các em. Two pupils will come here and stand back to back. Hai học sinh sẽ bước lên. Các em sẽ đứng quay lưng lại với nhau. I count one. You go one step apart. Cô đếm một. Các con sẽ bước tới một bước. I count two. You go one more step. When I count three, you go one more step and turn around. Khi cô đếm 2 và 3, các em sẽ bước lần lượt bước tới một bước. Và sau đó, các em sẽ quay lưng lại. You will see a flashcard and you say it very fast. You will get a point. Let's go! Pupils, today, team 3 get the most stars. Hôm nay đội được nhiều sao nhất là team 3. Team 3, you are the winner. You get a cup. Ta-da! Team 1, team 2 and 4, try harder next time, okay? Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 4, các em hãy cố gắng hơn ở lần sau nhé. Now, clap our hands together. Pupils, it's time to say goodbye. Các em ơi, đến giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Goodbye Anne. Goodbye Hat. Goodbye Apple. Goodbye Bag. Goodbye Can. Goodbye and see you again.